Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Rãnh áp thấp có trục 22 đến 24 độ vị Bắc suy yếu và nâng trục lên phía Bắc. Tác động của nó đến thời tiết các vùng biển nước ta giảm dần. Trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh Bắc Bộ, các vùng biển phía Bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển sang hướng Nam đến Tây Nam với cường độ trung bình ở mức cấp 4, cấp 5. Với mức gió như vậy, cộng thêm với việc trời không mưa nên tầm nhìn xa ở mức trên 10 km. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Còn ở khu vực giữa đến Nam Biển Đông, trong đó có khu vực huyện đảo Trường Sa, tác động của rãnh áp thấp có trục cao ở phía Bắc gần như không còn. Vì thế, khu vực này trong khoảng đêm nay và ngày mai cũng như trong 2 đến 3 ngày tới, gió yếu, sóng thấp, biển lặng. Tuy nhiên, về chiều và tối ở khu vực phía Nam của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang vẫn có thể có mưa rào và dông, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống, chỉ còn từ 4 đến 10 km. Đến với các hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến khu vực vịnh Bắc Bộ, khiến cho gió ở khu vực vịnh Bắc Bộ và tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ chuyển hẳn sang hướng Nam. Tuy nhiên, cường độ mạnh nhất trong đêm nay và sáng ngày mai là cấp 5, đến chiều và tối mai thì giảm còn cấp 4 nên sóng biển cũng không quá cao. Điều thuận lợi nữa là ở khu vực này lại không có mưa dông nên tầm nhìn xa cả ngày lẫn đêm đều ở mức trên 10 km. Nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Di chuyển xuống khu vực biển miền Trung, ảnh hưởng của rãnh áp thấp càng giảm. Đêm nay và ngày mai hướng gió trên hầu khắp khu vực biển miền Trung từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, hướng Nam đến Tây Nam nhưng cường độ cũng chỉ ở mức cấp 4, cấp 5 và cũng không xuất hiện mưa dông. Trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn cũng vậy, thời tiết rất thuận lợi cho việc lưu thông hàng hải, khai thác ngư trường. Đối với khu vực biển phía đông của Nam Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Bà Rịa Vũng Tàu vào tới Cà Mau, trong đêm nay, ngày mai và khoảng thời gian từ nay đến khoảng ngày 3 tháng 6 là quãng thời gian gió mùa Tây Nam hoạt động yếu, chỉ ở mức cấp 3, cấp 4 nên không xảy ra tình trạng biển động. Còn về mưa dông thì cũng không có nhiều nên tầm nhìn xa thường trực tăng lên trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động về biển. Ở khu vực biển Tây của Nam Bộ là vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đêm nay và ngày mai cũng là quãng thời gian mà gió Tây Nam hoạt động yếu ở mức cấp 3, cấp 4. Tuy nhiên, về chiều và tối ở khu vực này lại có mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn xa về chiều và tối sẽ bị giảm thấp xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Dự báo khoảng sau ngày 3 tháng 6 thì gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh trở lại, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều và thời tiết sẽ chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển phía Tây cũng như tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc cần lưu ý tới diễn biến thời tiết thay đổi trong những ngày tới. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.